Tôi là Phạm Văn Quyến, người sẽ đồng hành cùng các bạn. Đối thủ thứ hai của Hà Lan trong chiến dịch vòng bảng là Áo, một đội tuyển không quá mạnh. Nòng cốt của đội bóng Trung Âu là những ngôi sao đang thi đấu tại Bundesliga, bên cạnh một số ngôi sao thuộc biên chế Red Bull Salzburg, câu lạc bộ số 1 của Áo. Bóng đá Áo chịu ảnh hưởng nhiều từ láng giềng Đức, vậy nên họ luôn là đội bóng có lối đá khoa học và khá là khó chịu. Về cơ bản, trong tay huấn luyện viên Franco Foda đang là tập hợp của nhiều cầu thủ ở độ tuổi chính trong sự nghiệp. Đẳng cấp có thể không cao, nhưng kinh nghiệm trận mặt của họ là tương đối đáng kể. Ở chiến dịch vòng loại Euro năm 2020, Áo đã lép vế trước đội đầu bảng là Ba Lan. Tuy nhiên, các đối thủ còn lại thì quá là yếu, nên họ cũng đã giành được tấm vé thứ hai trong bảng đấu. Euro năm 2020 là vòng chung kết Cúp châu Âu thứ 3 của Áo, nhưng có điều đáng lưu tâm là suốt từ sau chiến thắng 2-1 trước đội tuyển Mỹ ở World Cup năm 1990 tới nay, đội tuyển Áo chưa từng giành được thắng lợi nào tại vòng chung kết các giải đấu lớn. Ngôi sao đáng chú ý nhất của Áo là tiền đạo Marko Arnautović, người đang thi đấu tại Trung Quốc. Khả năng càn lướt, lối đá nhanh nhẹn, kỹ thuật là những điểm mạnh của Arnautović. Tuy nhiên, có một vấn đề là do ảnh hưởng của virus corona nên hầu như giai đoạn trước Euro năm 2020, cựu chân sút West Ham không được thường xuyên ra sân. Chưa kể môi trường bóng đá Trung Quốc tất nhiên là không thể nào sánh được với châu Âu. Vậy nên nguy cơ Marko Arnautović gặp khó trước hàng thủ xuất sắc của Hà Lan là khá cao. Đó rõ ràng là tin tốt lành đối với Hà Lan, bởi xét về mọi mặt, đội chủ nhà hoàn toàn vượt trội đối thủ. Dàn binh hùng tướng mạnh của cơn lốc màu da cam đủ sức để giành điểm trước đối thủ nếu như họ chơi đúng phong độ và giữ được sự tập trung. Đơn cử như Memphis Depay, anh là thành viên của Hà Lan thất bại trong hai chiến dịch vòng loại Euro năm 2016 và World Cup năm 2018. Bản thân Depay cũng trải qua giai đoạn khó khăn ở Manchester United. Tuy nhiên, trong màu áo của Lyon, anh đang là một trong số những tiền đạo hay nhất Ligue 1. Chấn thương đầu gối là trở ngại lớn nhất với Depay, bởi anh đã nghỉ thi đấu suốt từ tháng 12, nên sẽ có khó khăn trong việc hòa nhập trở lại. Trong quá khứ, hai đội tuyển từng gặp nhau 19 lần, với Hà Lan đang chiếm ưu thế là 9 chiến thắng, 4 trận hòa và 6 thất bại, ghi được 36 bàn và để thủng lưới là 24 bàn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Tôi là Văn Quyến,